Để làm bộ nhạc cụ, ta cần chuẩn bị các dụng cụ sau. 1 can nước to, 5 cốc thủy tinh trong suốt giống nhau, 1 chiếc thìa sắt, phẩm màu có 5 màu khác nhau. Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nào! Đầu tiên, các em xếp 5 chiếc cốc thành một hàng ngang trên mặt bàn. Tiếp theo, ta đổ nước vào các cốc sao cho mực nước của các cốc tăng dần. Các em lưu ý, cốc nhiều nước hơn thì nốt nhạc thấp hơn. Chúng ta cùng nghe sự khác biệt giữa các cốc nước nhé. Các em tiếp tục gõ thử âm thanh và điều chỉnh lượng nước đến khi đạt được âm thanh mong muốn. Cuối cùng, đổ phẩm màu vào các cốc để dàn nhạc cụ trông đẹp mắt hơn. Các em về nhà làm lại cho bố mẹ, anh chị cùng xem. Chúc các em thành công!